Yo, chào tất cả mọi người, mình là Bami. Ok, hello, xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay mình và Bami sẽ nhờ Roblox Giant Survivor. Và trong game này mình và Bami sẽ đi săn những cái gã khổng lồ, siêu to khổng lồ nha mọi người. Những cái gã mà gọi là siêu to khổng lồ đó. Bây giờ mình sẽ leo lên trên cao này. Còn mong leo lên trên cao này sẽ không chết. Ê, lên cao đi Bami. Ok, hồi nãy giờ tao bị lắc, tao đứng ở trên cùng của thế giới đó. Ôi, 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 khổng lồ nó to vậy. Ê, nó là robot kìa ba. Nó là con khổng lồ này vui mọi người, mỗi lần bắn nó đường đô. bắn bể nhập nó đi. Rồi rồi, nó dí má. Trời, nó đáo nguyên miếng gỗ vô mặt tao luôn, hú hồn chim én luôn. Rồi chết chưa, có chết không? Chưa chết. À, hoáng hồn, tự mày chết em, có biết lại nó làm bắn hết, bắn cái đầu nó nha, bắn cái headshot nó. Headshot, double kill, triple kill. Một đống kill. Đợi xíu, level 2 rồi. Đó, đó, nằm một đống liền. Ôi, trời ơi, chiêu gì ghê vậy? Đó, nó lại rồi kìa. Nó mà dưới ai là xác định luôn ấy. Trời, nó quơ cái chiêu nó kinh nữa mày. Để chết nha. Ê, nó dưới tao kìa, Ôi, nó dưới tao kìa. Thôi tạm thời mình ngưng bắn nó đi. Để cho nó không biết là mình đang ở đây, chứ bắn là nó hút mình luôn á. Đó đó, nó hứa lưng nó lại đạp trong đạp. Rồi xong nó dí tao luôn rồi. Ai help me. Ai help me. Ê mấy đứa cứu anh mấy đứa ơi. Nó tới kìa, bắn nó đi, đúng rồi. Tụi tôi chạy xong quần chạy bắn nó đi anh em. Ơi chui vô gốc cây nứt rồi. À tao đang chui vô gốc cây tao nứt. Rồi nó dí ghê quá. Ô hên quá, nó gặp thanh niên khác nó bắn rồi mọi người ơi, mừng quá. Ê tao nè, hồi nãy nó dí tao mà xong rồi tao chạy vô trong nguyên một đám người đang đứng á, bắn nó cái nó dí thanh niên kia nó quên tao luôn mày. Thanh niên rất là nhiều người chết nha, cẩn thận. Ok, tao đang núp đây, tao đang vừa đi vừa chạy đây. Tao không biết mày có ở gần tao không nữa. Chơi game này là bạn nằm trên là nói chèn. Ghê quá. Trời, con này nó mà tới gần, ủa nó bay nữa kìa. Trời, nó chơi gì, ai chơi nó trời. Cái ca là hit and run, còn đây là shoot and run. Shoot and run, đúng không? Shoot and run. Cái này người ta gọi là shoot và on way run. Ô, nó bắn xem xét luôn kìa. Trời ơi. Bắn ghê mày, đó đó, nó lết lại đây kìa. Nó lết cái thân khổng lồ nó lại chỗ tao kìa. Trời ơi, nó giết tao, nó lại giết tao. Trời ơi. Nó đang giết tao, mày nói gì vậy? Anh đang dí mày, trời ơi, mừng quá, nó không dí tao. Nó quẹo rồi, chỗ khác rồi, mừng quá. Hay quá, nó quẹo đi chỗ khác rồi. Ô, tao đang chứng chung với một cô gái, chân già tới nách, lông nách già tới chân. Trời ơi, biến chân kìa ơi. Ô, trong thời gian bắn là phải đi lụm tiền để mua súng các bạn ơi. Khổ lắm. Đó, bắn là phải đứng chung với gái, bắn nó mới tê tái. Ơi mẹ nó phóng nhâm thạch kìa. Nó gần chết rồi. Nó thôi, không có dính mình nổi đâu. Đúng rồi, con khổng lồ người sắt này nó sắp chết rồi, con Iron Man này nó sắp chết rồi. Ok, có lên. Mày là bưởi. Nó đang dí một thanh niên có cái chân già tới nách là chà bay rất là cao nha. Bắn rồi, chân già cái nách già cái hén con đi chang. nách già tới hén phải nồi. Đó, ok, nó chết rồi. Một vài viên nó hơi cố lên em ơi. Chết khổng lồ chắc luôn rồi, trời ơi. Quá tê tái, yeah. Chính xác, và cuối cùng mình và mình cũng đã survive thành công. Chỉ có hai đứa chết thôi. Phải vậy chứ. Hai đứa giết. Trời ơi. Rồi. Quỷ. Map select và neighborhood. Ồ, cái map này là map neighborhood, hàng xóm với nhau không? Đây là nguyên một cái khu dân cư đô thị hàng xóm với nhau các bạn ha. Ôi, Mami ơi, tao đủ tiền ngâm cho lên cái xuống thứ ba luôn rồi nè. Ờ tao 448 mà 475 mới mua xuống thứ ba. Ôi có súng nãy chuối nữa kìa mà tới 1200 lận. Đúng rồi, súng 1200 nhưng mà mày phải mua theo kiểu là mua từng cây trước. Mua lần lượt nha chứ không có mua bước được. Ờ chơi vậy luôn hả? Ờ nó chơi vậy luôn á, nó bắt rồi. Mày vậy luôn á. Vậy mà mình phải bắn thêm một đống hit nữa mới đủ 375 để mình mua 475 chứ. Đó, khổng lồ xuất hiện rồi. Ồ, anh em này mới vượt ngục nè, khổng lồ vượt ngục. Lấy tiền coi.
đó 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 chạy đi mày, chạy đi mày, làm gì mày đứng nó hoài vậy? Bắn tẻ à, ơi nó dí kìa, chạy đi, vừa hit and run đi, đứng gần nó chạy nhanh lắm, nó khổng lồ, chạy rất là nhanh các bạn nha. Nó đạp nó mà tới gần mình là một lần đạp mình đau á, đau á. Chạy ơi, chạy cho cái đi, chạy ơi, tôi đang chạy đây, tôi đang vừa hit vừa run đây. Ồ, tê tái luôn các bạn ơi, mày hả bưởi. Trời ơi, ta đang cầm nát bắn bi vô người đó nè cu. Vừa chạy vừa bắn đi. Đó, gần đủ một cái súng thứ ba luôn rồi. Ta mới mua cái thứ hai, giờ ta sắp đủ một cái thứ ba rồi. Bắn nó đi, đừng cho má nó hay, nó tới gần luôn kìa kìa. Chạy, 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 vô lắm rồi đó. Tao chạy đây. Rồi rồi, nó dí người khác rồi, mừng quá. Đó, rồi, 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 một đứa bị quăng sát luôn. Trời ơi, nó cầm thanh niên kia nó quăng, nó dở nách lên nó quăng mới ghê chứ các bạn. Ồ, thanh niên này đúng ghê luôn á. Đây, mua cái súng khác thôi. Đó, ta mua cái súng cái gì Anaconda nè tu. Súng chuối nè. Ghê vậy. Ta mua Anaconda bán được lần 2 đô rồi. Ôi nó quằn ngược kìa, nó dí tao kìa. Nó đi chở xuống núi siêu mạnh lên. Muốn tao đi lên thì một đường mạnh. Ghê vậy. Tao cũng đang đi dành tiền tao mua chuối luôn nè. Nó là lụm tiền vô là được, lụm tiền vô rồi. Ờ nó dí tới nơi này kìa, nó lụm tiền. Ôi tê tái quá. Ờ nó bắn ghê, nó dí ghê các bạn ơi. Khổng lồ chân dài chạy nhanh này chứ. Rồi tao mà chết là tao với mày chết chung quá cu. Trời, cái này mà vừa chạy lùi vừa bắn. Ê kia, tao ví dụ như cái này mà ở ngoài đời thì cái tao mày chết lâu rồi đó hả? Tại vì ở ngoài đời là không có khả năng vừa chạy lùi mà vừa bắn đâu. Ơi bị kẹt rồi. No no. Bắn cái đi anh em ơi. Rồi rồi, nó chuyển hướng rồi, nó chuyển hướng rồi anh em ơi. Tê tái. Bắn cái đi, bắn cái đi. Đó, bắn nó đi. Ô, thanh niên, ô, thanh niên vượt ngục, ô, thanh niên khổng lồ vượt ngục. Lêu lêu, bị bắn tét nách luôn, lêu lêu. Ê, hình như nó không thấy mình đó ba. Nó đang bận dí thanh niên kia rồi các bạn. Đó, chỗ tấm thét kìa. Nó còn ít máu lắm. Đó đó, nó dí chết rồi, xong chết thanh niên. Giờ nó chọi, rồi chết luôn, trời ơi. Nó chọi một cái tét nách luôn. Ghê thì chứ. Ơi nó chọi kìa. Tao đang ở cuối cái màn hình nè, tao đang đứng xa nó lắm nên tao không sợ nó đâu. Ok, đứng xa lên được. Yeah, chết. Trời ơi, phải vậy chứ. Ồ, bắn sướng luôn. Siêu sướng, siêu sướng. Đã nãy giờ mình làm survive được 3 trận là cũng khá là ngon rồi đó. Bây giờ cái trận thứ 4 nè. Đó. À, ô, cái này là tòa lâu đài mày ơi. Ô, tao đủ tiền mua cái thứ 3 rồi nè. Mày đủ tiền mua súng rồi nhưng mà tao chuẩn bị đủ tiền mua súng số 4 nè. Ok. Mày chơi để dành tiền. Để dành tiền thì ba bây giờ tao bắn. Tao để nói là tao đâu có mua bước được đâu, tao mua được súng nào hay súng đó chứ. Ê mày, mày có để cái khẩu súng chuối của mình nhìn nó mắc cười và coi với cái chuối nó lột cái đầu ra nhìn. Giống như ở đây bỏ xong. Ở đây có một số người sẽ hiểu, một số người không hiểu. Ôi, ô thằng nút này ghê mày. Dí nó đi, dí nó đi. Bắn một lần là 3 đô nhưng mà nó bay nó, ôi cái máp này hơi bị khó trốn nha. Nguy hiểm lắm đâu mà nó chỉ là nó đạp chúng nào chết thằng đó thôi. Đúng rồi, nó đạp chúng nào là chết nó đó. Bây giờ tao phải đi lùi thôi. Nên tao sẽ lùi bước về sau để thấy nó rõ hơn. Lụm tiền gì vô, lụm tiền gì vô, lụm tiền gì vô. Ok ok, tao vừa bắn, tao vừa lụm tiền đây. Thì tại vì chỉ có lụm tiền thì mới đi mới đổ tiền mua súng được. Đúng rồi. Ủa, đã được level 14 rồi. Ngon ngon. Thằng này là Bacon Hair các bạn ha. Bacon Hair là thanh niên khổng lồ tóc hai mái.
Icon là thật ra, Icon là thật ra, tóc, tóc thật ra. Gì tóc thật ra? Quên, ba chỉ hay thật gì đó. Phải rồi, chắc nó để tóc hai mái mà cục to 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 nó nhìn giống cục thật chứ. Không, ta nhớ rồi, Icon là hình như là thật ba rội á. Phải rồi, ba rội nữa hả? Ba rội có đập dập không? Tóc thằng này không khác gì à, cái đầm cái thịt ba rội á. Ê mày ơi, nó dí tao kìa mày ơi. Mày đứng yên cho nó dí đi. Mày rảnh quá. Thôi, tao đi lụm tiền đây. Đi lụm tiền thôi, có tiền mới có tiền mới giờ được đạo đó. Ồ, bắn quy nãy chuối vô mặt luôn các bạn. Cái súng là đúng bá đạo luôn á. Tính ra thí dụ mấy cây game nó xịn nhờ mình vẫn thích súng chuối. Súng chuối là siêu bá đạo luôn. Đó. 500 nữa rồi là mình sẽ đủ rồi. 500 nữa là mình sẽ đủ. Mua cái súng tiếp theo. Đứng xa bắn nó mới tê nè, đó. Có rồi, một đứa chết lên rồi, một đứa đã bị bắt. Đó, bắn chờ súng chuối nè cho các bạn coi rõ ràng cái súng chuối nè, đó, nhìn thấy đẹp không? Bộ level 12 luôn rồi. Ơi cái cổng đâu rồi, cái cổng chạy đâu rồi. Đó này nè ba mi. Ơi ơi, rồi, ủa sao nó chết vậy? Ê nồi. Ủa sao chết kỳ vậy? Tao đang đứng mà. Trong game này mà nó có cái bắt lại là thắng hay thôi. Nó không có được thắng, cộng thích đi. Tại vì trong đây nó cho tụi mình đi dạo lượm tiền rồi đó. Mà hồi nãy mình đứng xa mà mình vẫn không hiểu tại sao mình chết luôn các bạn. Ok, con lên được cái súng thứ tư rồi. Ngon, ê con súng nó đánh đã không? Trời súng này là một phát là 7 đam á nha mày. Không đùa đâu, trời ơi, là siêu mạnh luôn á. Trời từ 3 mà lên 7 luôn ghê thì chứ. Mà lâu lâu rồi ăn crit đam ra được 14 luôn á. Ngon vậy. Lâu lâu tao chip đam ra được 5 nè. Nhưng mà máu thằng này nó trâu quá vậy trời. Thợ bắn nãy giờ chưa mất nửa máu nữa. Ghê thiệt chứ. Đó, level 13 rồi. Nó đi lập tiền nè, rồi sau đó mình cần tặng cái súng tiếp theo. Súng. Ok, bây giờ tao cũng đang để dành tiền để tao mua cái súng tiếp theo đây. Bao nhiêu rồi? Tao mới được có 1.800 à. Chắc lâu quá. Nãy tao mua súng chuối á, xong tao cũng ít tiền. Thôi tao đi dạo tao đụm tiền đây, tụi bay bắn á, bắn bót đi. Quý gia mày lo mày bắn nó đi ba bây giờ vô từ tại hiện tại thì nó đi rất là xa tao nên là tao phải tranh thủ lụm tiền thôi đó. Trời ơi, đi dạo một vòng là có tiền liền 2.100 giờ ơi. Đó, bây giờ sẽ đứng bắn ké nè đó. Làm gì làm lụm tiền thì lụm chứ không được bỏ anh em nha các bạn nha. Bỏ anh em mà nó hờn nó bo xì mình ra luôn á. Đang bắn nè, tao đang giục chuối vô mặt á nè. Giục chuối mày vô nó làm gì mày giục chuối mày ơi. Tao đang giục chuối vô mặt nó nè. Nó đang bị ngộp bởi chuối của tao. Bởi vì chuối của tao quá nhiều và quá bự. Trời, nó dí mày đây ngon. Tự nhiên tao chạy theo tụi mày chi giờ nó dí luôn tao rồi. Nó dí tao luôn. Má nó còn có 1/3 à, ráng lên. Đó, nó đạp cái ghe kìa. Chết ghe à. Chưa chết luôn, ghê thiệt. Ôi. Ây ai da, phải xem xét đạo mày ơi. Không khác được mất rồi nè. Hết tiền nó lụm rồi, bây giờ bắn thôi. Đã lên lên được nhiêu tiền rồi? Ta được 2.600 rồi. Chiến mất không được 3.500 chừng. Chơi quá đáng. Ai trời. Để mà bây lên được bắn. Đó, nó đứng, nó bắn xanh rồi. Đó, nó vô nát trò đó, nó vô hết nguyên cái map luôn mới ghê chứ. Đó, nó dí kìa, chạy đi nó dí kìa. Ơi nó dí anh niên mặc áo tù. Đó xác chết rồi kìa, trò đạp. Ôi là nó sắp chết rồi bọn chơi. Ok, tao đang bắn trúng đầu ở đây. Ô level 15 rồi, rồi một anh niên danh tính là cậu mình tao mày à. Tao mày đứng gần nữa. Ủa 3.000 tiền rồi, nó gần chết rồi. Lê Lê, mày ngon mày giết tao đi, ồ nó dí mày ơi. Nó dí kìa, nó dí thiệt mày ơi. À mày chết à, nó trời ơi dễ gì. Có anh niên hồi sinh ngay trước mặt nó. Xong, yeah. Á à, trời ơi. Ai có mình sống à, phải rồi. Có mình mày sống à. Bởi vì có người sống dai. Sống mà sống chật đất thiên hạ luôn, thiệt tình á. Ok, dừng đi cô. Ok các bạn, thì hai đứa mình sẽ dừng video thôi. Thì hôm nay là một ngày hai đứa mình đã chiến đấu với những tên khổng lồ thật là to bự các bạn ha. Nó bắn siêu sướng luôn. Có cái súng đúng thứ 5 là cái súng chuối các bạn ha. Súng chuối bị lột đầu và bắn ra nãy chuối nè, nhìn nè, đó, bắn ra nãy chuối nè.
siêu tê luôn, nhìn mắc cười thiệt chứ. Ga nghĩa lên được cái súng dài phần lòn rồi, cái súng 20 xăng đó thì ok. Rồi các bạn thích video này nhớ để lại cho hai đứa mình một like một share và nhớ subscribe channel của hai đứa mình để nhận thêm nhiều video mới ngày các bạn nhé. Bye bye mọi người. Bye.